Xin chào mọi người, chào mừng các kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái túi đến từ thương hiệu của Burberry. Thì cái em này là cái phiên bản gọi là phiên bản line new thôi mọi người, chứ không phải là new gì hết. Và nó cũng là mình đã từng có review trên YouTube của mình rồi. Nhưng mà hôm nay mình có một cái em, kiểu như là cái màu nó sẽ khác mọi người ha. Bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái túi này luôn nha. Và đây, trên tay mình là một cái mini pocket. Kiểu này người ta hay gọi là mini pocket Burberry Ngọc Trinh mọi người ha. Nhưng mà mình có một cái phiên bản gọi là màu đen. Và cái logo của nó sẽ khác mọi người nè. Cái này là hàng line new mọi người, hàng cứ như là khách người ta xài thì người ta sẽ báo lại cho mình á. Thì bên mình cũng sẽ có thu mua đồ hiệu cũng có và ký gửi cũng có. Nếu mà các bạn muốn bán liền thì cái giá nó sẽ rẻ hơn. Còn nếu mà các bạn muốn mà gọi là thanh lý lại với một cái mức giá mà hơi hơn thì các bạn ký gửi bên mình thì bên mình sẽ bán cho các bạn. Và các bạn lưu ý là khi mà các bạn mà gửi cho mình thì mình sẽ check hàng. Nếu mà out thì mình mới thu hoặc là mình mới ký gửi. Còn hàng qua kênh là mình không thu mọi người. Thì hôm nay mình có một cái là khách gửi cho mình một cái mini pocket. Thì mình cũng có một cái màu nâu mọi người, có chữ Burberry ở đây mọi người nè, nó cũng đẹp lắm. Thì cái em này là màu đen, thì mình thấy là cái màu đen nam mang nó sẽ đẹp hơn, nâu cũng ok. Nhưng mà màu đen này mình thấy là khi mình nhận được đó mọi người thì mình lại thích cái màu đen hơn. Đây, thì cái này mọi người thấy không, khách xài nè, còn rất là còn mới luôn mọi người. Ở trong cái video mình không biết sao mà nó lại có những cái đốm này nè. Nhưng mà ở ngoài thì mình không thấy đâu mọi người. Chắc có thể là do cái video nó rõ hơn mọi người. Thật ra ở ngoài nó rất là mới luôn mọi người ha. Và cái chất vải mọi người nè, nếu mà các bạn xài á, mà có bị dơ á, thì các bạn cứ inbox cho mình để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vệ sinh của cái túi vải này, để các bạn không cần phải ngồi ra ngoài spa để mà tốn tiền mọi người ha. Thì nó cũng giống như là cái em khác, nó là size 23 mọi người ha. Size 23 nhưng mà cái chỗ phần cái da nó hõn vô, thành ra là nó tầm khoảng 20 ở bên trong thôi mọi người. Ở trước nó sẽ có chữ Burberry nè, chữ England nè, cái logo mọi người ha. Và nó có một cái ngăn. Cái ngăn này thì các bạn có thể đựng được cái điện thoại nè, đựng đồ cũng được. Và nó là dạng như là khóa hít mọi người ha. Nó sẽ có một cái phiên bản đó mọi người, là ở bên này bằng da luôn. Nó sẽ có một cái phiên bản đó, ở bên này là bằng vải luôn mọi người. Nhưng mà đối với mình thì mình thấy cái phiên bản bằng da này nè, nó sẽ đứng cái form hơn, còn bằng vải nó hơi xấu. Và nó cũng sẽ có hai cái móc để các bạn móc cái dây vào mọi người ha. Còn cái phần quai cầm của nó lúc nào cũng bằng da hết và còn rất là mới. Ở bên trong có chữ Burberry và có một cái ngăn của nó mọi người ha. Ở bên trong thì nói chung là những cái lồng ở bên trong mọi người thì lúc nào nó cũng sẽ bị bẩn một chút. Nhưng mà đối với mình thì mình thấy cái này nó còn sạch mà, thấy không? Nó sạch hơn cái của mình đang sử dụng luôn. Cái của mình đang sử dụng thì nó cũng hơi bị bẩn một xíu mọi người. Tại nói chung là nhiều khi điện thoại các bạn để đồ đó, nó cũng sẽ rất là dễ dơ. Và cái ngăn này của nó là ngăn này thì ít xài lắm mọi người. Đa số đựng thẻ, nhưng mình thấy là hầu như là không ai dùng tới ngăn này luôn mà. Đó các bạn thấy không? Rất là rộng nè. Các bạn đựng được vừa iPhone thì các bạn để Pro Max vào nữa thôi, là nó dư một khúc rồi. Các bạn có thể đựng thêm ví, là tiền hay là cả những cái đồ đó mà linh tinh quan trọng mọi người ha. Thì cái em này mọi người, cái bạn nữ thì đeo cũng ok, mà nam cũng ok luôn. Nhưng mà đối với mình thì mình thấy là nam các bạn nên đeo, chứ còn mà các bạn mà xách nhìn nó sẽ hơi yếu. Còn nếu mà nữ thì các bạn đeo hay các bạn xách đi thì cũng ok. Đó, thì mình cũng có một cái em này mọi người nè. Thì khi mình mang các bạn thấy không, đó nó cũng sẽ tới ngay cái phần gần cái mông của mình đó. Là các bạn mang nam, các bạn mang nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn nha. Hoặc là các bạn đeo cao hơn cũng được nữa. Còn nếu mà nam mà xách á, thì tùy theo trường hợp là các bạn mặc đồ như thế nào là các bạn xách nó sẽ ok. Kiểu như là các bạn mang đầu tay, các bạn xách cái này nó cũng đẹp nè. Nó có một cái phiên bản to hơn nữa, to, rất là to luôn mọi người. Thì cái đó thì đó là cũng như là Đức Phúc, là họ mình riêng có mang đó mọi người. Thì cái đó nó quá to mọi người ha. Cái đó thì dạng như là văn phòng rồi. Nhưng mà đối với mình á, thì mình thấy cái văn phòng mà cái này nó đã đẹp rồi, đã thời trang rồi. Còn các bạn mua cái size to quá thì mình thấy nó không đẹp bằng cái thằng phiên bản này ha. Thì bên mình nó là có nhận ký gửi rất là nhiều. Nếu mà các bạn có những cái đồ nào mà các bạn không sử dụng thì các bạn muốn bán liền thì các bạn gửi bên báo cho mình sẽ báo giá cho các bạn. Còn không thì các bạn muốn ký gửi thì bên mình cũng nhận ký gửi luôn. Một là ký gửi tại shop, hai là các bạn ký gửi qua hình ảnh bên mình cũng được. Thì nếu mà mình có nhu cầu thì mình tin bóp cho mình, phá bò của mình là bay gác. Còn không là các bạn vào cái bay của mình là bay super gác. Nếu các bạn tìm không ra cái phá bò và cái bay thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng tất cả các mạng xã hội, các bạn cứ inbox cho mình ha. Thì nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái túi này, mọi người nhớ cho mình một like. Nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm thông báo cái bên để nhận những video mới nhất của mình. Nhớ cho mình một tim bên TikTok. Rồi, bye bye cho mọi người.